Sốc, lộc trời ở Việt Nam 4 năm mới có một lần, Trung Quốc săn lùng, người Việt cũng phát sốt. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Great Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các bạn những thông tin, sự kiện và trải nghiệm thú vị về đất nước Việt Nam. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn khám phá về sự kiện đáng gây xôn xao trong cộng đồng mạng tại Việt Nam. Đó là lộc trời, một hiện tượng thời tiết đặc biệt chỉ xảy ra 4 năm một lần tại Việt Nam, đang được săn lùng và phát sốt tại Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về sự kiện này trên kênh Great Việt Nam. Tại Việt Nam, có một loài cây quý cho ra thứ hạt, được người dân ví như yến xào của rừng núi và gọi với cái tên mỹ miều là lộc trời. Đó là hạt của cây ươi hay còn gọi là hạt ươi. Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, NCBI, cây ươi, đười ươi, lười ươi mọc chủ yếu ở các vùng nhiệt đới bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Quảng Đông và đảo Hải Nam Trung Quốc. Cây ươi là dạng cây to, cành có gốc, lúc non có lông màu hung, về sau nhẵn, lá mọc tập trung ở đỉnh cành, lá to dày, cuống lá to, mập, nhăn, lá non có màu nâu tím, lá già rụng vào mùa khô, hoa nhỏ, quả nặng, mặt ngoài màu đỏ, mặt trong màu bạc, hạt to bằng ngón tay, hình bầu dục hay thuôn, dính ở gốc quả. Theo cuốn Sổ tay cây thuốc và vị thuốc đông y, cây ươi mọc ở Việt Nam được đánh giá là loại tốt nhất. Người Trung Quốc gọi ươi của Việt Nam là An Nam Tử. An Nam là tên gọi của Việt Nam trước đây. Cây ươi trưởng thành phải qua tiến trình 4 năm mới đơm hoa kết trái một lần. Vì vậy, người dân gọi hạt ươi là lộc trời. Hạt ươi rất quý nên được săn lùng gắt gao. Có người cả đời chưa chứng kiến tới chục lần ươi có trái. Hạt ươi gồm hai loại. Loại tốt nhất là hạt ươi bay, khi chín tự rụng xuống. Loại thường là hạt được người dân hái trực tiếp trên cây rồi phơi sấy khô. Trong giai đoạn năm 2014-2015, Việt Nam nhiều lần ghi nhận thương lái Trung Quốc kéo sang săn lùng hạt ươi với số lượng lớn, tạo cơn sốt tìm kiếm, thu gom hạt ươi đem xuất sang Trung Quốc. Nhiều người dân Việt cũng tìm mua loại hạt này về uống giải nhiệt, bất chấp giá cả khá đắt đỏ. Thời điểm năm 2020, giá hạt ươi thường là 200.000 đồng 1 kg, nhưng cũng có thời điểm lên tới 450.000 đồng 1 kg. Một số thương nhân thu mua hạt ươi cho biết, có thời điểm hạt ươi khan hiếm, giá lên tới 50.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn không mua đủ hàng để bán, lúc nào có cũng hết ngay. Mùa hè, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, nhiều khoảng rừng đổi sang màu đỏ, báo hiệu mùa ươi chín. Theo ghi nhận của dân Việt, thời điểm này, hàng nghìn người dân lại nườm nượp đổ về những cánh rừng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để săn ươi kiếm lời. Chỉ cần ra đến cửa rừng là đã có người đón mua. Ươi được thương lái mua sau đó bán lại cho các đầu nậu khác, các chợ ươi tự phát cũng hình thành. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, mặc dù hạt ươi đúng là có nhiều tác dụng cho sức khỏe nhưng vẫn cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Theo Holistic Trip Academy, nên tránh đun quá 3 hạt mỗi lần uống. Tiêu thụ nhiều hạt ươi quá mức có thể dẫn tới tình trạng đờm trắng, buồn nôn, sưng lưỡi. Những người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy cũng không nên dùng. Ngoài ra, người dân chỉ nên thu lượm hạt ươi bay, bởi hạt ươi khi đủ độ chín tự dụng mới là tốt nhất. Không nên chặt nhánh, cành ươi để lấy hạt hoặc treo lên cây cao để rung lắc cho ươi dụng, gây nguy hiểm cho bản thân. Hạt ươi được dùng để làm thuốc, theo Trung Dược Học và Đông Dược Học thiết yếu. Hạt ươi có vị ngọt đậm, không độc, tính mát, có thể được sử dụng để trị ho khan, sưng đau cổ họng, khan tiếng, mất tiếng, chảy máu cam. Theo Holistic Trip Academy, website giới thiệu về các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật tốt cho sức khỏe, hạt ươi là một nguyên liệu độc đáo ở Đông Nam Á và được xem là dược liệu quý trong y học cổ truyền Trung Quốc, cũng như y học Ayurvedic Ấn Độ. Tại Thái Lan, hạt ươi được thêm vào thạch trà đen và được sử dụng cho một số món tráng miệng truyền thống của nước này. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, hạt ươi không có mùi, nhai kỹ có độ nhớt cao, tính mát hoặc lạnh, vị hơi ngọt hoặc đắng, được dùng để làm dịu cổ họng, chữa viêm họng, giúp ruột thư giãn, chống lại độc tính, trị cứng khớp. Hạt ươi thường được đun sôi hoặc ngâm trong nước nóng, dùng làm nước giải khát điều trị viêm họng hoặc đầy bụng. Theo Holistic Trip Academy, tại một số nơi ở Trung Quốc, người ta còn dùng hạt ươi trong trà, kết hợp với các thành phần khác như đường phèn, trà là đỏ, táo, cam thảo, hoa cúc, trà hoa nhài. Ưu điểm của loại trà này là giảm nóng trong và bồi bổ cơ thể. Y học Ayurveda thì đánh giá rất cao tác dụng của hạt ươi trong việc giải nhiệt cơ thể, có thể sử dụng trong các trường hợp sốt, ho, cảm cúm, có đờm, xoang, hen suyễn, đau họng, viêm amidan,
nhiễm trùng cổ họng, mất ngủ, rối loạn giấc ngủ do nóng trong. Trong y học hiện đại, hạt ươi còn có tác dụng làm sạch cơ thể và giải độc, chống viêm, chống oxy hóa, giúp giảm chứng ợ nóng và táo bón. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, hạt ươi có tác dụng bảo vệ hệ thần kinh và chống ung thư. Tuy nhiên, theo NCBI, tác dụng chống ung thư cũng như tính kháng khuẩn của hạt ươi vẫn chưa rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi trên kênh YouTube Grep Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin về lộc trời của Việt Nam đã giúp các bạn hiểu thêm về đất nước này. Việt Nam là một đất nước với nhiều điều thú vị, đa dạng về văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin và trải nghiệm mới nhất tại Việt Nam trên kênh Grep Việt Nam. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi và cùng khám phá đất nước Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành!